Nhắc đến kinh dị thì thường chúng ta sẽ hay nhắc đến Junji Ito, một cái tên chẳng cũ cũng chẳng phải mới gì trong cộng đồng manga kinh dị. Có quá nhiều tác phẩm của Junji Ito chúng ta có thể bàn, nhưng nói về một tác phẩm mà đa phần những người trong cộng đồng thường nghĩ tới khi nói về vị tác giả này thì có lẽ đó là Uzumaki, Vòng Xoắn Ốc. Đây là một trong những tác phẩm kinh dị để lại ấn tượng khá mạnh mẽ trong lòng độc giả và là một trong những tác phẩm ấn định tên tuổi của Junji Ito trong làng manga kinh dị. Nó không chỉ là một câu chuyện khiến chúng ta chỉ sợ đơn thuần. Junji Ito luôn biết cài cắm nhiều tầng lớp ẩn ý và phản ánh một khía cạnh nào đó của xã hội vào trong tác phẩm của mình, được giấu đằng sau những bức hình minh họa vô cùng quái dị đến độc đáo. Không dài dòng hơn, hãy cùng Anime Rewind cùng đi khám phá câu chuyện của Uzumaki, xem tại sao bộ truyện này lại trở thành một biểu tượng văn hóa của manga kinh dị, không chỉ tại Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới nhé. Cũng như những tác phẩm khác của Junji Ito, câu chuyện của Uzumaki không quá dài và đi kèm với những nét vẽ minh họa kinh điển của tác giả, một thứ đã khiến Uzumaki trở nên nổi tiếng. Vì vậy, với tính chất hình ảnh hơi khó nuốt và dễ dành cho những bạn nào yếu tim hay yếu sinh lý, các bạn nên cân nhắc trước khi tiếp tục video và tránh xem khi đang ăn cơm để đề phòng phản ứng trào ngược. Nhân vật chính của chúng ta là một cô gái tên Kirie Goshima, học sinh trường trung học Kurozu nằm tại thị trấn cùng tên. Cô sống với gia đình có cha là một thợ làm gốm thủ công, mẹ và em trai. Trên đường về, cô nhận ra sắp trễ thời gian gặp bạn trai của mình là Shuichi nên đã tức tốc chạy đến ga tàu. Nhưng trên đường, Kirie đụng độ phải một cơn lốc xoáy khiến cô giật mình sợ hãi trong giây lát. Cơn lốc đi qua, cô gái tiếp tục lên đường đến gặp bạn trai mình thì đột nhiên bắt gặp một người đàn ông trên đường. Cô nhận ra đó là ông Saito, cha của Shuichi. Ông đang ngồi xổm trong một con hẻm úp mặt vào tường. Với trường hợp này, thường ngoài đời chúng ta đang nghĩ họ trong trạng thái phong uế bừa bãi, nhưng may mắn thay là ông Saito ở đây quần vẫn đang kéo lên, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào một chiếc vỏ ốc gắn trên tường. Kirie cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng rồi cũng bỏ đi đến ga tàu. Đến điểm hẹn bắt gặp Shuichi, Kirie kể lại chuyện mình bắt gặp cha của Shuichi ban nãy và tỏ ra cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Nhưng đối với Shuichi, đây không phải là chuyện gì đó mới mẻ. Shuichi có dự cảm chẳng lành với những chuyện sắp sửa diễn ra. Anh ngỏ lời muốn cô cùng mình chạy trốn khỏi nơi này. Shuichi đang dần trở nên phát điên với mọi thứ của thị trấn này, từ những cơn gió, ngọn hải đăng hay thậm chí là cả âm thanh. Tất cả những thứ có hình xoắn ốc nơi đây khiến Shuichi cảm thấy ghê tởm. Kirie chỉ tỏ ra thái độ ngạc nhiên, nghĩ rằng người yêu mình đang trở nên hoang tưởng. Nhưng cô nào đâu có biết, mọi chuyện đang dần diễn ra tồi tệ hơn. Một ngày nọ, cha của Shuichi đến nhà Kirie và gặp ông Goshima, cha đẻ của Kirie. Cả hai nói chuyện vui vẻ về kỹ thuật của ông Goshima và rồi ông Saito đề nghị muốn làm ra một chiếc bát có hình xoắn ốc. Miệng nói, khuôn mặt của ông toát lên vẻ không khác gì một tên nghiện đang bứ đồ. Cặp đôi trẻ lại gặp nhau, Kirie chia sẻ câu chuyện tại nhà mình cho Shuichi. Mặc dù thái độ của ông Saito có chút gì đó khiến cô cảm thấy hơi rén, nhưng dù sao đó cũng có thể chỉ là một sở thích lạ thường. Nhưng đó chỉ là góc nhìn của Kirie, còn Shuichi thì lại hoàn toàn khác. Ông Saito gần đây chẳng chịu làm gì, cái đam mê kỳ lạ của cha anh ngày càng tăng, suốt ngày ở trong phòng với bộ sưu tập đồ sộ của mình. Ông ngồi đó cả ngày ngắm nhìn những món đồ vật có hình xoắn ốc, và cứ thế mắt cứ đảo vòng tròn độc lập trông rất kỳ quái. Không biết đâm đồ gì nhưng mà có vẻ rất hiệu quả. Mọi thứ còn quái gở hơn, khi mọi thứ ông làm hàng ngày cũng phải có hình xoắn ốc trong đó. Việc ăn uống hay tắm rửa cũng chẳng thể thoát khỏi cái đam mê quái gở này. Shuichi về đến nhà, nghe thấy tiếng cãi vã lớn giữa cha mẹ. Cậu chạy vào thì thấy cha đang nổi cơn lôi đình vì mẹ đã vứt hết bộ sưu tập của ông đi. Sự tức giận của ông dần thể hiện thành những hành động kỳ dị. Lần đầu tiên Kirie tận mắt chứng kiến đôi mắt của ông Saito đảo theo hình vòng tròn độc lập với nhau. Vài ngày sau khi chiếc bát xoắn ốc đã hoàn thành, Kirie đi ship cái bát cho ông Saito thì một lần nữa chứng kiến lưỡi của ông cũng uốn thành hình xoắn ốc như một loài bò sát. Kirie vì sợ hãi mà tốc biến ngay về nhà. Và rồi nỗi ám ảnh của ông Saito cũng trở thành thứ đã tước đi mạng sống của ông. Sau khi hai mẹ con nhất trí đưa ba đến bệnh viện, họ tìm mãi vẫn không thấy cha mình đâu, nhưng rồi phát hiện ông Saito đã tự bẻ nát hết xương của mình và uốn cơ thể thành hình xoắn ốc trong một cái chậu gỗ. Chết vì đam mê chắc không còn là câu nói mới lạ. Nó không chỉ lấy đi mạng sống của ông Saito mà còn giúp ông trở thành nghệ sĩ uốn dẻo chuyên nghiệp. Tưởng rằng cái chết của ông Saito sẽ là sự chấm dứt cho nỗi ám ảnh về hình xoắn ốc, nhưng thực sự nó mới chỉ là sự bắt đầu. Vào ngày đám tang của ông được tổ chức, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra. Làn khói đen từ lò hỏa thiêu của ông Saito đột nhiên cuộn lại thành hình xoắn ốc trên bầu trời thị trấn và tụ lại ở phía ao chuồn chuồn tại trung tâm thị trấn. Nhưng đó không phải là điều kỳ lạ duy nhất. Mẹ của Shuichi chỉ tay lên trời, hét lên trong hoảng loạn khi thấy khuôn mặt của người chồng hiện ra từ làn khói đen đang cuộn lại trên bầu trời kia. Shuichi chạy lại trấn tĩnh mẹ mình, nhưng mọi thứ chỉ tồi tệ hơn và bà được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Và đến bệnh viện, mẹ của Shuichi đã được chẩn đoán mắc phải chứng sợ hình xoắn ốc cực độ, khiến bà đã tự cạo trọc mái tóc của mình để không phải nhìn thấy thứ hình thù ám ảnh. Nhưng mọi thứ còn tệ hơn vậy.
Ngay cả vân tay vân chân của mình bà cũng tự cắt sạch hết. Suichi nói rằng đối với bà mọi hình xoắn ốc đều giống cha anh, và bất cứ khi nào bà nhìn vào một hình xoắn ốc, ông Saito sẽ hiện về, yêu cầu bà tham gia cùng ông trong vòng xoắn ốc. Một đêm nọ, khi Suichi đang ở trong bệnh viện, một con rết đã bò vào phòng bà Saito và nó xoắn lại thành hình xoắn ốc với khuôn mặt ông Saito. Nó cho bà biết rằng có những vòng xoắn ốc trong tai, và khi thức dậy, bà đã trở nên điên cuồng, vội vã đến văn phòng bác sĩ để kiểm tra xem tai của mình có xoắn ốc hay không. May mắn thay, bác sĩ đã vứt biểu đồ của mình đi và nói dối rằng không có vòng xoắn nào trong tai cả. Đêm hôm sau, mẹ của Suichi thức dậy, chất lỏng trong giá truyền của bà bắt đầu chuyển động thành một hình xoắn ốc. Khuôn mặt của cha Suichi xuất hiện, ông báo cho bà một lần nữa về những vòng xoắn ốc trong tai. Bà phát điên và quyết tâm loại bỏ giọng nói của người chồng quá cố, rồi lấy một chiếc kéo và đâm thẳng vào tai mình. Đôi tai bị phá hủy, bà cũng đã hủy hoại cả thính giác lẫn cả cảm giác thăng bằng của mình, rơi vào trạng thái quay cuồng liên miên và không thể di chuyển. Mẹ của Suichi bị ám ảnh với những hình xoắn ốc cho đến tận những phút giây cuối cùng của cuộc đời. Cuối cùng thì bà chết và đã được hỏa táng, làn khói bốc lên lại trở thành một hình xoắn ốc khác. Câu chuyện của những hình xoắn ốc không chỉ dừng lại với cha mẹ của Suichi, nó đã dần lan tỏa ra khắp thị trấn Kurozu, len lỏi vào cuộc sống của mọi người dân trong thị trấn. Sau sự kiện kinh hoàng với gia đình Saito, Kirie lại tiếp tục cuộc sống hàng ngày của một học sinh trung học. Thời gian gần đây cô kết bạn với một học sinh mới là Azami, một cô gái được đồn đại là có hình bán nguyệt trên trán, có thể thu hút bất kỳ cậu con trai non tơ nào. Chưa biết là đã có bao nhiêu đứa con trai bị hấp hồn, nhưng chắc chắn có thể khẳng định đây là chuyển nhân của Bá Thanh Thiên. Azami cũng chia sẻ cho Kirie biết về vết sẹo kỳ lạ trên trán mình. Trong một cố gắng gây ấn tượng với chàng trai mà cô thích hồi nhỏ, Azami đã biến mình thành diễn viên siếc trung ương và tự đi trên dây. Kết quả là cô đã nhận phải thương tích ở đầu và để lại một vết sẹo trên trán. Kể từ đó, sự nghiệp chăn chuối của Azami như diều gặp gió, danh tiếng của cô lên nhanh vùn vút, trở thành một KOL thành công trong lĩnh vực tình cảm. Và rồi đến một ngày, cuối cùng Kirie cũng dẫn Azami đi gặp Suichi. Trên đường đi, Kirie trong thâm tâm không muốn cho Suichi gặp cô bạn của mình một chút nào vì những lời đồn đoán về vết sẹo của Azami. Đến nơi, họ gặp Suichi đang trong tình trạng vô cùng đáng thương, sắc mặt cậu xuống sắc xanh xao trông thấy. Suichi trông thấy Azami, cảm giác như đã có một luồng khí mê hoặc toát ra từ cô. Ngỡ rằng Suichi sẽ bị thu hút bởi khả năng của vết sẹo như đồn đoán, nhưng không ngờ nó lại phản tác dụng hoàn toàn. Anh nhìn vào Azami với ánh mắt sợ hãi, ngay lập tức xua đuổi cô ra khỏi nhà. Bởi khi nhìn vào cô, không khác gì anh đang nhìn vào một hình xoắn ốc, khiến anh như rơi vào trạng thái bị thôi miên chao đảo. Azami không chấp nhận được việc lần đầu tiên có người đàn ông dám từ chối sức hút của mình. Cô quyết định chơi bài ly, tiếp tục đến thăm Suichi. Nhưng thay vì đạt được kết quả như mong muốn, Suichi vẫn hành động như lần đầu và xua đuổi cô. Anh nói rằng vết sẹo trên trán của cô nó đang biến thành hình xoắn ốc. Azami không tin những gì Suichi nói, cô quay ra nhìn vào gương và vén phần tóc mái lên. Nhưng không ngờ rằng, vết sẹo bán nguyệt của cô giờ đã trở thành một hình xoắn ốc giữa trán. Suichi cảnh báo cô hãy rời khỏi thị trấn này vì tất cả bắt nguồn từ lời nguyền xoắn ốc. Nhưng Azami dường như bỏ những lời khuyên của Suichi ngoài tai. Mỗi tối, Azami lại đến nhà Suichi và gõ cửa ầm ầm đòi vào nhà. Cô van xin anh mở cửa vì Azami không lúc nào không nghĩ đến anh và cô chưa từng bao giờ có cảm giác này với bất cứ chàng trai nào mình từng gặp. Kirien can ngăn và cảnh báo Azami về hành động bất thường này, nhưng cô vẫn không thèm quan tâm, thậm chí còn thẳng thừng tuyên chiến với bạn của mình. Đột nhiên một cơn lốc xoáy từ đầu ập tới, khiến Kirie không kịp chuẩn bị bởi sức gió quá mạnh. Và rồi cơn gió đã thổi phần tóc mái của Azami, để lộ ra vết sẹo hình xoắn ốc lúc này đã to lù lù giữa trán cô. Kirie vì lo lắng cho tình trạng của bạn mình nên đã qua thăm Azami tại phòng trọ, nhưng không có ai ra mở cửa. Cô nhớ lại về hình xoắn ốc trên trán cô bạn, không thể nào tin vào mắt mình khi nó có thể xoắn sâu vào trong hộp sọ như vậy được. Một đêm nọ, Kirie nhận được điện thoại từ Suichi, nói rằng có người tên là Okada muốn gặp Suichi và muốn nghe anh kể về Kirie. Suichi cho rằng có lẽ người đó để ý đến Kirie và cho biết địa điểm cậu ta hẹn là ở công viên. Kirie cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, liền đến công viên để xem chuyện gì đang diễn ra. Trên đường đi, cô đột nhiên bắt gặp Azami đang đứng dưới một cột đèn gần đó. Kirie chạy lại gọi tên người bạn của mình. Azami nói rằng cô cảm thấy khó chịu ở bên mắt trái, không nhìn thẳng được và muốn nhờ Kirie xem hộ như thế nào. Azami bỏ chiếc mũ ra, một cảnh tượng kinh hoàng không con người nào có thể diễn tả nổi bằng lời nói, đập thẳng vào mắt Kirie. Vòng xoáy đã lan xuống phần mắt trái và nuốt chửng con mắt của Azami, trông chẳng khác gì cô bị một cái khoan cỡ lớn đục thẳng một lỗ vào hộp sọ vậy. Tại công viên, Suichi đã có mặt ở đó. Anh đã bắt gặp cậu bạn Okada đang đứng tại đây, nhưng rồi Azami xuất hiện khiến mọi thứ vỡ lẽ. Azami đã dùng Okada để lừa Suichi tới gặp mình và nếu cậu thành công, Azami sẽ đồng ý hẹn hò với Okada. Nhưng sau khi hoàn thành đúng như những gì đã hứa hẹn,
Okada mới nhận ra bản thân mình không khác gì mấy con bò bị đao cấp dắt mũi. Cậu đã bị lừa và tới lúc này cậu đã hết giá trị lợi dụng. Cậu hét lên và giật chiếc mũ của Azami, nhưng ẩn sau nó chính là một sự bất ngờ khiến cả hai cậu trai phải hoảng hốt. Nguyên một nửa khuôn mặt của Azami đã trở thành một hình xoắn ốc. Nó dần dần hút đôi tay của Okada lại và nuốt chửng cả cơ thể cậu, không khác gì con mắt trái của cổ trước đó. Lúc Kirie đến nơi tìm bạn trai, cơ thể Azami cũng đang từ từ bị chính vòng xoắn ốc kia hút vào trong. Cuối cùng, Azami đã bị hút sạch từ đầu đến chân, không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Mọi chuyện đang dần trở nên ngày càng tồi tệ hơn tại thị trấn Kurozu. Kể từ khi đám tang của ông Saito diễn ra, mỗi khi có người chết và được hỏa táng, khói đen bốc ra từ lò đốt lại cuộn lại thành hình vòng xoắn trên bầu trời, sau đó bị hút xuống cái ao chuồn chuồn ở trung tâm thị trấn. Kỳ lạ hơn, khói bốc ra từ lò nung gốm của ông Goshima cũng xảy ra hiện tượng y hệt. Những món đồ gốm ông làm ra gần đây bắt đầu có hiện tượng lạ. Tất cả những sản phẩm ra lò đều có hình xoắn ốc một cách kỳ lạ. Ông Goshima không biết làm cách nào mà những món đồ gốm của mình lại có hình thù như vậy. Có thể là do một phản ứng đặc biệt nào đó xảy ra trong quá trình đung đất. Nhưng dù thế nào, nó vẫn được ông coi là một thành quả của nghệ thuật và tất cả là nhờ vào một loại đất sét vô cùng đặc biệt. Cả nhà Kirie ngồi lại với nhau bàn về những món đồ gốm kỳ lạ mà người bố làm ra gần đây. Đột nhiên cậu em trai trong nhà phát hiện ra một điều bất thường trên một sản phẩm của người cha. Đó là một khuôn mặt đàn ông quái dị xuất hiện trên món đồ gốm và rồi có cả khuôn mặt của một người phụ nữ cũng xuất hiện trên đó. Kirie nhận ra đó chính là gương mặt của bố mẹ Shuichi, những người đã chết vì lời nguyền xoắn ốc. Họ nhận ra có cả thảy 4 khuôn mặt xuất hiện và đáng sợ hơn, đó là gương mặt của những người dân đã khuất tại thị trấn gần đây. Nhưng cha cô vẫn chỉ nói rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hôm sau, Kirie mang cơm hộp sang cho cậu bạn trai của mình. Cô cố gắng kéo anh ra khỏi nhà, lo lắng rằng nếu cứ tiếp diễn tình trạng như vậy, anh sẽ chết vì suy dinh dưỡng. Một phần là vì cô muốn Shuichi sang nhà cô ăn cơm, chứ không phải là đi giải tỏa tinh thần như nhiều anh em đang nghĩ. Và do trước đó mẹ cô đã ngỏ lời mời Shuichi qua chơi cũng vì lo lắng cho anh. Shuichi nhất quyết không đi theo Kirie, nhưng không phải vì anh không muốn ra khỏi nhà, mà vì nhà của Kirie ở ngay gần cái ao chuồn chuồn, nơi anh cho rằng đã bị nguyền rủa bởi vòng xoắn. Tới nơi, Shuichi được gia đình Kirie mời một bữa ăn ấm cúng gia đình. Shuichi cảm ơn rồi lao vào ăn ngấu nghiến như chết đói năm 45 vậy. Nhưng rồi anh bị dọa một phen phát khiếp bởi bố của Kirie. Chiếc đĩa đựng thức ăn anh cầm toàn là hình xoắn ốc. Ông nói rằng chính cha của Shuichi đã tạo ảnh hưởng rất lớn đến phong cách nghệ thuật của mình và nhờ đó mà ông đã tạo ra được thứ đất sét hoàn hảo nhất. Tất cả mọi người lúc này mới tá hỏa khi biết rằng đất sét ông lấy về để làm đồ gốm chính là từ cái ao chuồn chuồn ở gần nhà. Một pha báo cực mạnh đến từ vị trí của ông Goshima. Shuichi nghe vậy, tay bịt miệng nôn thốc nôn tháo, xin lỗi rồi chạy thục mạng ngay về nhà. Mẹ của cô sau đó nghĩ Shuichi đã phản ứng thái quá. Quả này bị bố vợ tương lai dọa cho khiếp hồn bạt vía. Chả hiểu sau này còn dám sang nhà hỏi cưới nữa không đây. Ông Goshima càng ngày càng bị ám ảnh bởi công việc làm gốm của chính mình. Ngày ngày ông lặn xuống ao chuồn chuồn để tìm đất sét. Ông làm việc thâu đêm suốt sáng, không lúc nào nghỉ ngơi hay rời khỏi xưởng xa cách cái lò nung của mình. Kirie lo cho cha nên quyết định một đêm lẻn vào trong xưởng xem. Tới nơi, Kirie đã tận mắt chứng kiến những khuôn mặt người xuất hiện trong lò nung, gào thét bởi sức nóng tỏa ra trong lò. Ông Goshima thức dậy, phát hiện con gái mình dám lại gần lò nung, liền đuổi cô quay lại nhà đi ngủ. Dù vậy, tiếng vọng gào thét của những oan hồn vẫn cứ gầm rú đến phòng của Kirie, khiến cô không tài nào chợp mắt. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên, đó là Shuichi. Nhưng rồi Shuichi nghe thấy tiếng gào thét của ba mẹ mình trong điện thoại. Kirie vì không muốn người yêu lại phát điên vì điều này nên vội tắt máy. Shuichi không thể làm ngơ trước những âm thanh đó. Mặc sức ngăn cản của ông Goshima, anh đến đập vỡ lò nung của ông. Lò nung gốm như nổ tung, những oan hồn bao gồm cả cha mẹ Shuichi thoát ra ngoài, tạo nên một cảnh tượng rợn cả gáy. Cả xưởng nung gốm cháy rụi thành tro. Còn ông Goshima thì vẫn tiếp tục bị ám ảnh bởi những xoắn ốc, mặc dù món đồ ông tạo ra không còn xuất hiện những khuôn mặt nữa. Câu chuyện tiếp theo xoay canh giữa một cặp đôi tình nhân tại thị trấn Kurozu. Tuy nhiên, hoàn cảnh của họ hiện tại là một túp lều tranh hai trái tim vàng. Cả hai phải chịu gia cảnh nghèo khó. Đã vậy gia đình bọn họ còn có một sự mâu thuẫn không hề nhẹ, khiến cuộc tình của cặp đôi uyên ương này chẳng khác nào Romeo và Juliet. Dường như chẳng có cách nào để hóa giải mối thù kỳ lạ này giữa hai gia đình. Họ sống ngay cạnh nhau chung một vách tường, lời ra tiếng vào nào cũng bị hai bên nghe thấy. Tất cả chỉ khiến sự xung đột này ngày càng trở nên phức tạp hơn. Kirie hay tin chuyện về cậu bạn nhà Nishiki nên đã kể cho Shuichi nghe toàn bộ. Shuichi ngay lập tức khẳng định rằng họ đã bị nguyền rủa bởi lời nguyền xoắn ốc. Nó đã làm vấy bẩn linh hồn của họ. Sau đó, anh lại một lần nữa đề nghị rời khỏi thị trấn cùng Kirie. Tuy nhiên, cô vẫn một mực từ chối. Tuyệt vọng trước gia cảnh và chỉ mong muốn một tình yêu dành cho nhau, đôi trẻ đã bỏ trốn ra một căn nhà hoang phía ngoài rìa thị trấn. Đêm đến, họ phát hiện ra dấu hiệu của lời nguyền xoắn ốc. Đó là hai con rắn đang bện chặt vào nhau không thể tách rời.
Thế vậy, cặp đôi quyết định cùng nhau bỏ trốn khỏi nơi nguyền rủa này. Nhưng đột nhiên gia đình nhà Endo đã tới để đưa cô con gái về nhà. Bố của Yoriko lao tới tung một cú móc phải vào mặt cậu trai, khiến người cậu đột nhiên xoắn lại. Thế này thì đến cả Mai Tây Sơn cũng phải ạ bằng cụ. Đồng cảm với đôi bạn này, Kirie và Suichi quyết định giúp đỡ họ trốn thoát bằng đường vòng qua bờ biển. Nhưng họ cũng không thể trốn thoát được gia đình mình. Cả hai bị gia đình đuổi đến tận ra bờ biển. Quyết tâm không để tình yêu của mình bị chia cắt, cả hai đã chứng minh điều đó bằng cách vắt xoắn cơ thể lại như hai con rắn đêm qua. Cả cơ thể họ kéo dài và cuốn chặt lấy nhau, chỉ còn duy nhất phần đầu không bị biến dạng. Họ tuyên bố với gia đình rằng sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, rồi dần dần cùng nhau chìm xuống biển và không bao giờ thấy quay trở lại. Ngày càng nhiều sự kiện diễn ra tại thị trấn này. Một vụ tai nạn đã xảy ra tại trường của Kirie với một cậu nam sinh. Nhưng thứ đáng chú ý chính là nét mặt của nạn nhân khi chết tỏ ra vô cùng thỏa mãn. Kirie bàn với cô bạn Sekino về tai nạn này, nhưng có vẻ cô bạn chẳng quan tâm cho lắm. Miễn là được nổi tiếng và thu hút được sự chú ý, thì cô bạn cũng có thể làm mọi thứ. Biết về tai nạn trên, Shuichi đương nhiên vẫn cương quyết với nhận định của mình, cho rằng đó là do lời nguyền xoắn ốc gây ra. Shuichi để ý đến mái tóc của cô bạn gái bắt đầu dài và khuyên cô nên cắt ngắn nó đi. Kirie cũng thấy nó bắt đầu dài ra nhanh hơn trông thấy. Khi đến trường ngày tiếp theo, cả trường đột nhiên chú ý đến mái tóc của Kirie như có điều gì đó bất thường vậy. Bằng một cách nào đó, nó đã dài ra rồi uốn lại thành hình xoắn ốc ở phần ngọn. Kirie lo lắng nên đã cố tết nó lại, nhưng dù vậy, mái tóc của cô vẫn bung ra rồi quay lại trạng thái xoắn ốc. Kirie lúc này đành nghe theo lời bạn trai mình và ra salon cắt ngắn lại. Tuy nhiên, khi người thợ vừa chạm vào mái tóc của cô, nó cuốn chặt lấy tay họ, không cho cắt. Đột nhiên nó bung ra tứ hướng, tua tủa trên đầu Kirie như mái tóc rắn của Medusa. Cứ mỗi lần định cắt nó, mái tóc lại cuốn chặt lấy cổ của Kirie khiến cô ngạt thở, như thể nó có ý thức riêng vậy. Dần dần Kirie nhận ra mái tóc của cô có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người, vì nó khao khát được chú ý và ngưỡng mộ. Cô bạn Sekino thấy vậy cũng dần sinh lòng đố kỵ với Kirie và ước mình cũng được nổi tiếng như vậy. Ngày hôm sau, mái tóc của Sekino cũng biến thành y hệt. Từ đây, một cuộc chiến tranh giành sự chú ý đã diễn ra giữa trường. Dần dần, khuôn mặt của cả hai dần trở nên xanh xao hốc hác, như thể mái tóc đang hút hết lấy sinh khí của hai người. Sekino dần không bằng lòng với thế cân bằng này, đã chủ động dùng mái tóc thắt cổ của bạn, nhưng mái tóc của Kirie cũng đã phản kháng lại. May thay, Shuichi đã có mặt kịp thời để giải cứu bạn gái mình khỏi mái tóc quái dị, nhưng anh không ngờ mình lại bị mái tóc cuốn chặt lấy không thể di chuyển. Chật vật một hồi, Shuichi cũng thành công cắt phăng nó đi và cứu Kirie một mạng. Sekino rời đi vui mừng vì cuối cùng cũng đã chiến thắng và trở thành lỗ rốn của vũ trụ. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả. Mái tóc của Sekino dần phát triển mạnh hơn và cuốn chặt vào một cột điện gần đó. Nó càng dài, càng xoắn, đồng nghĩa với cơ thể Sekino ngày càng hốc hác. Nó hút hết sinh lực của cô gái, cho đến khi chẳng còn gì ngoài một cái xác khô vắt vẻo bên đường. Tại ngôi trường trung học Kurozu, có một nam sinh tên Mitsuru Yamaguchi chuyên thích đi hù dọa mọi người. Vì vậy, người ta đặt cho cậu một cái biệt danh là chú hề trong hộp. Đến một ngày, Kirie phát hiện cậu trai này thích cô. Ngay lập tức nó đã khiến cô cảm thấy phiền phức và khó chịu bởi những trò đùa quái thai của cậu. Ở Việt Nam mà như thế này chắc không sớm thì muộn cũng được tẩm quất miễn phí. Trên đường từ trường về, Kirie cùng người bạn của mình phải đi qua một nghĩa trang. Họ đề cập đến việc gần đây người ta không dám hỏa táng người chết nữa, từ sau những vụ việc xoay quanh đám ma của nhà Saito. Thay vào đó, họ đã quay lại tập tục truyền thống và chôn người khuất ở nghĩa trang. Cô bạn của Kirie run bần bật sau khi nghe chuyện, chỉ muốn đi thật nhanh để thoát ra khỏi cái chỗ quỷ quái ớn lạnh này. Đột nhiên Mitsuru nhảy bổ ra từ một góc và dọa cho cả hai cô gái phải đứng cả tim. Tất cả những việc này chỉ để thu hút sự chú ý của Kirie. Cô càng trở nên khó chịu hơn khi thằng nhóc khệnh khạng này dám khuyên cô từ bỏ Shuichi đi. Họ cảnh báo thằng nhóc rồi sau đó rời đi. Tất nhiên, đây chưa phải điều gì khó khăn khiến thằng nhóc ngáo đá này phải chùn bước. Cu cậu vẫn quyết tâm bằng mọi cách giành lại trái tim của Kirie. Và cứ trong suốt vài ngày tiếp theo, thằng nhóc này xuất hiện khắp mọi nơi bám đuôi Kirie. Không trong thùng rác thì cũng đến thẳng nhà cô để tỏ tình. Tới đây lại nhớ đến anh thánh tán gái, ngày nào cũng đến gạ hương về một nhà. Khó. Một ngày nọ, Kirie nhận được món quà của thằng nhóc. Cô không thể nhận được nên đã quyết định đem trả lại cho cu cậu. Nhưng Mitsuru khăng khăng muốn Kirie ít nhất cũng phải nên mở nó ra, mong Kirie hiểu được tình cảm của mình. Và thế là để chứng minh tình cảm thực sự dành cho cô gái, thằng nhóc lao ra giữa đường và nghĩ rằng tình yêu của cậu dành cho Kirie sẽ khiến chiếc ô tô đang lao ầm ầm trước mặt dừng lại. Nhưng cái gì ở trên TV thì mãi mãi chỉ ở trên TV. Mitsuru bị tông thẳng vào đường, còn xác cậu thì kẹt dưới bánh xe ô tô. Một cảnh tượng nhìn qua thôi cũng phải hãi hùng. Đám tang của Mitsuru cũng sớm được tổ chức với sự góp mặt của người thân bạn bè, trong đó có cả Kirie. Tin tức về cái chết của cậu cũng nhanh chóng lan ra khắp trường. Sau đám tang, Kirie về đến nhà và quyết định mở thử xem hộp quà của Mitsuru tặng mình là gì. Khi mở ra, bên trong là một chiếc hộp với một cái thiệp ghi bằng tình yêu của Mitsuru.
Đột ngột từ bên trong chiếc hộp bật ra một chú hề lò xo, khiến cô giật mình. Kirie gọi điện cho Shuichi tâm sự về tai nạn của Mitsuru. Cô nghĩ rằng một phần là do lỗi của cô. Đột nhiên con hề trở nên sống dậy, khuôn mặt biến dạng kỳ quái đến kinh hãi. Nó cất tiếng, hắn chết vì ngươi còn gì, và giờ hắn sẽ quay lại tìm ngươi. Kirie sợ hãi nên đã cùng Shuichi đến nghĩa trang kiểm tra mộ phần của Mitsuru. Shuichi nghĩ nó có thể là ma cà rồng nên đã chuẩn bị sẵn cọc gỗ để đóng thẳng vào tim, tránh trường hợp nó hồi sinh lại. Họ đào mộ của Mitsuru lên rồi bật nắp quan tài, mùi xác phân hủy xộc thẳng vào mũi họ. Trước sự chứng kiến của hai người, xác của Mitsuru đã được khâu lại sống dậy bất thình lình. Cả hai hớt hải chạy bán sống bán chết khi đằng sau là một cái xác sống đang đuổi theo. Nó nhảy cao lên không trung, từng bộ phận cơ thể dần rơi ra lả tả khắp nơi. Cuối cùng, nửa thân dưới của nó cũng biến mất hoàn toàn, để lộ ra một phần lò xo kim loại, giải thích vì sao cái xác lại nhảy cao đến như vậy. Xác chết cuối cùng cũng vỡ vụn hoàn toàn. Shuichi đoán rằng vòng xoắn ớt bằng kim loại đó chính là lò xo treo từ bánh của chiếc xe ô tô đã va vào và giết chết cậu ta. Và bằng một cách ma giáo nào đó, nó chưa bao giờ được lấy ra khỏi cơ thể cậu. Câu chuyện quái gở tiếp theo lại tiếp tục xảy đến với một cậu học sinh cùng lớp với Kirie. Cậu ta là Katayama, một học sinh thường xuyên đi học muộn, còn người thì lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Vì sự lề mề chậm chạp của cậu, cậu luôn bị bạn bè trong lớp trêu chọc, đặc biệt là Sumura cùng lớp. Hóa ra cậu thường xuyên bị Sumura bắt nạt. Chỉ vì khiến đội của Sumura thua trong một trận bóng chuyền, cậu bị Sumura gọi người tới hội đồng rồi lột sạch hết quần áo, không có một mảnh nào. Sau đó họ lôi cậu ra giữa hành lang lớp học. Nhưng khi quay lưng ra, tất cả mọi người trông thấy một hình xoắn ốc lớn trên lưng cậu, khiến cho Kirie bắt đầu cảm thấy bất an. Ngày hôm sau, trời mưa tầm tã, Katayama vẫn đi trễ như mọi khi. Nhưng lần này khi vào lớp, trên lưng cậu bắt đầu phồng lên một hình xoắn ốc hiện rõ qua lớp áo ướt sũng của cậu. Tiếp tục đến thứ tư, trời tiếp tục đổ mưa, Katayama vẫn cứ là đến muộn. Lần này cái xoắn ốc trên lưng cậu đã to lên trông thấy. Và rồi đến ngày thứ năm mới là lúc quái dị bắt đầu. Katayama thay vì bước vào lớp như mọi khi, cậu trườn vào phòng với một cái vỏ ốc sên khủng bố trên lưng. Lúc này hành động không khác gì một con ốc sên. Đến ngày thứ sáu, thời tiết không có gì khá khẩm hơn. Các học sinh đang vào lớp đột nhiên phát hiện một con ốc sên khổng lồ đang bò trên tường. Đó chính là Katayama. Lúc này chỉ còn mỗi phần đầu của cậu là còn giống con người. Nhưng điều đó chẳng tồn tại được bao lâu khi phần mắt bắt đầu kéo dài ra. Nhà trường lo lắng cho tình trạng của Katayama, quyết định gọi phụ huynh cậu đến để xem xét tình hình. Khi cha mẹ cậu đến, cả hai đều không tin vào mắt đây lại chính là con trai của mình. Họ nghĩ câu chuyện này thật là vớ vẩn. Họ bỏ đi mà không thèm đón con họ về. Sau khi gỡ cậu xuống, nhà trường đành phải nhốt cậu vào trong lồng và chăm sóc cho cậu. Nhưng Sumura thì vẫn chẳng thay đổi tính nết của mình. Cậu vẫn bắt nạt bạn học và chẳng thèm buông tha cho một con ốc sên. Ngày tiếp theo sau giờ thể dục, cả nhóm thấy kỳ lạ khi Sumura cứ uống nước liên tục. Cậu ngày càng cảm thấy chậm chạp hơn, cơ thể thì đổ mồ hôi liên tục. Rồi đến một ngày không thấy Sumura đến trường nữa, thầy giáo thông báo với cả lớp về việc cậu đã mất tích. Đột nhiên, một con sên khổng lồ bò lên cửa sổ lớp Kirie. Họ nghĩ rằng đó là Katayama đã thoát khỏi chuồng. Nhưng không phải, khi nhìn kỹ lại, họ mới nhận ra đó chính là Sumura, cũng đã biến thành ốc sên. Cuối cùng Sumura cũng được đưa đến chuồng với Katayama. Tại đây ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi trông thấy cảnh giao phối giữa hai con ốc sên, vì ngỡ rằng họ đều là con trai. Nhưng sên là loài lưỡng tính, vì vậy thế này cũng khá là bình thường. Và ngày sau cặp ốc sên đã đào đất trốn khỏi chuồng và mất tích. Thầy giáo cùng Kirie và cô bạn nữ lần theo dấu nhơn của họ để đi tìm. Tới nơi, thầy giáo phát hiện ra có thứ gì đó được chôn ở dưới đống lá, và đó là trứng mà họ đã đẻ ra. Thầy giáo ngay lập tức dùng chân phá nát chúng, không sót một quả nào. Ông không thể để một thứ kinh tởm trái với tự nhiên này sinh sản thêm được. Và rồi vào ngày hôm sau khi đến giờ vào lớp, thầy giáo cũng đã đến, nhưng lần này thầy cũng trườn vào phòng. Câu chuyện tiếp theo xoay quanh ngọn hải đăng bị bỏ hoang lâu năm tại thị trấn Kurozu. Không hiểu bằng cách nào, nhưng khi đêm đến nó lại phát ra luồng ánh sáng xoáy tròn trên phía trên mái nhà. Chưa kể, những ai bị ánh sáng của nó chiếu vào dường như chẳng thể nào đi thẳng được nữa, mà cứ thế di chuyển theo hình vòng tròn mãi không thôi. Cho đến một hôm, cậu em trai Mitsuo của Kirie cùng những người bạn của mình thử độ can đảm bằng cách đi vào ngọn hải đăng xem thực hư là như thế nào. Kirie thấy vậy lo cho em trai nên cũng bám theo. Và bên trong, Kirie gọi tên em trai mình yêu cầu cậu quay trở lại ngay, nhưng không thấy có động tĩnh gì. Càng đi, cô cảm giác như những bậc thang này trải mãi không bao giờ hết. Càng đi lên cao, những hình xoắn ốc bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều xung quanh bức tường bên trong ngọn hải đăng. Chúng tỏa ra một cách kỳ quái trong bóng tối. Kirie không biết mình đã đi được bao lâu. Đến một đoạn, Kirie tưởng chừng như mình sắp phát điên. Cô đột nhiên phát hiện ra thi thể cháy đen thui của ba người. Cô lo lắng không biết đây có phải em trai và bạn của nó hay không. Đi một đoạn nữa, cô phát hiện ra hai cậu bạn của Mitsuo đang ngồi lại vì sợ hãi, nhưng không thấy em trai mình đâu. Chúng nói rằng hai đứa còn lại vì tò mò nên đã đi tiếp lên đỉnh để xem trên đó có gì. Lên đến đỉnh, Kirie vào một căn phòng như bị tan chảy bởi một lượng nhiệt vô cùng lớn.
Giữa trung tâm chính là chiếc đèn hải đăng, giờ không khác gì một hình xoắn ốc. Hai cậu trai ngồi đó sợ hãi vì cảm giác như cái đèn đang nhìn thẳng vào mình khiến họ bất động. Khi Die phát hiện ra mặt trời sắp lặn, cũng là lúc ngọn hải đăng chuẩn bị hoạt động trở lại. Cả ba người họ ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết ra khỏi đó. Cậu bạn của Mitsuo không may bị vấp ngã. Khi Die nắm lấy tay cậu định kéo cậu ra nhưng đã quá muộn. Cả người cậu bị thiêu cháy trước sức nóng tỏa ra từ ngọn đèn hải đăng ngay trước mắt Khi Die. May mắn thay, cô cùng em trai đã kịp thoát ra khỏi đó và sống sót. Cả cơ thể họ đầy vết thương và vết bỏng. Ngày hôm sau, các cơ quan chức năng đã tới và tìm thấy 6 thi thể của 6 người khác nhau, trong đó bao gồm cậu bạn xấu số của Mitsuo. Sau khi thoát chết, Kirie phải nằm viện một thời gian để điều trị các vết thương. Cậu em Mitsuo thì thương tích nhẹ hơn nên được xuất viện sớm. Thời gian gần đây, xuất hiện một loài muỗi kỳ lạ hoành hành tại thị trấn này. Chúng bay theo hình xoắn ốc, khiến cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy buồn ngủ và tiếp theo như thế nào thì chắc các bạn cũng tự biết. Nhưng loài muỗi này thì không chỉ kỳ dị ở điểm đó. Đối tượng mà nó nhắm tới toàn là những người phụ nữ đang mang thai. Đã có 16 phụ sản phải nhập viện do bị các đàn muỗi tụ tập lại như những cơn lốc tấn công. Kirie cũng biết thêm từ người bạn của mình rằng chúng tập trung sinh sản chủ yếu ở ao chuồn chuồn. Chị họ của Kirie, Keiko, cũng bị tấn công bởi loài muỗi này. Cô cũng nhanh chóng phải nhập viện bởi triệu chứng nặng nề. Kirie vào gặp chị họ trong viện và cũng khá lo lắng. Cô giúp chị sắp xếp đồ đạc vào trong tủ. Đột nhiên cô phát hiện ra một vật kỳ lạ được bọc vải kỹ lưỡng. Nhưng Keiko bảo chỉ cần cất nó vào trong tủ, còn Kirie cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Cùng lúc đó họ phát hiện ra có thêm hai bệnh nhân nam nữa đã chết trong viện, với những đặc điểm y hệt như bị muỗi đốt, máu thì bị rút sạch ra khỏi cơ thể. Không một ai trong viện nghe thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng muỗi vo ve. Ngày hôm sau, Shuichi vào viện thăm Kirie. Anh khuyên cô nên cẩn thận với các bệnh viện này, rằng có điều gì đó bất an, anh cảm nhận được. Đúng lúc chị họ Keiko vào phòng khiến anh cảm thấy có điều gì lạ. Một con muỗi từ đầu xuất hiện, Shuichi nhanh chóng dùng bình xịt giết chết con muỗi. Và vì vậy anh cũng nhanh chóng bị đuổi về. Shuichi trước khi ra về cũng nói cho Kirie biết một sự thật. Đó là chỉ có muỗi cái mới hay đi hút máu người, đặc biệt là khi chúng đang mang thai. Đêm đến, Kirie cảm thấy kỳ lạ trước những lời nói của chị mình. Cô cảm thấy bất an. Tiếng muỗi vo ve bắt đầu vang lên trong hành lang bệnh viện. Kirie tò mò mở cửa ra xem, thì phát hiện ra toàn là những người phụ nữ mang thai đang tiến lại gần, cầm những chiếc khoan tay. Họ chia nhau vào các phòng, không rõ định làm gì. Kirie tò mò ngó vào một phòng, phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Một phụ sản đang dùng khoan tay khoan thẳng vào cơ thể người đàn ông nằm đó. Sau đó cô ta ngấu nghiến hút lấy máu của người đàn ông một cách ngon lành. Chắc là nghén nên là hơi thèm tiết canh. Kirie nhanh chóng bị phát hiện. Người đàn bà đuổi theo cô ra ngoài hành lang. Một bệnh nhân nghe thấy tiếng động ồn ào mở cửa ra ngoài, phát hiện ra người phụ nữ khát máu đang đuổi theo Kirie. Đột nhiên phía sau là hàng loạt những người phụ nữ khác bâu vào hút máu anh. Các y tá cũng đã đến để xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng như vậy cũng chẳng khác nào đi nộp mạng. Đám phụ sản khát máu vẫn không buông tha cho Kirie. Họ đuổi cô chạy về phòng mình, nhưng chị họ cô đã đón đầu chờ sẵn đó để hút máu cô em. May mắn thay, Kirie tìm thấy lọ xịt muỗi Shuichi để lại và nó đã cứu cô một mạng. Trong một thế giới như đang dần trở nên điên loạn, thì một kẻ bị cho là sảng như Shuichi lại chính là người tỉnh táo nhất. Cuộc thảm sát đêm qua tại bệnh viện không còn lại một dấu vết nào. Các ông chồng đã tự tay xóa hết dấu vết gây án của những người vợ mình. Cho dù đã kể mọi chuyện với cả gia đình lẫn cảnh sát, vẫn chẳng ai có thể tin được những điều cô nói. Cảnh sát cũng chẳng điều tra ra được manh mối nào. Những phụ sản biết mình đã bị phát hiện nên chuyển sang ăn trộm máu. Và chỉ vài ngày nữa thôi, những đứa trẻ được nuôi bằng máu sẽ được sinh ra. Đã đủ 9 tháng 10 ngày, những sản phụ cũng đã đến thời điểm hạ sinh những đứa bé. Chúng sinh ra hoàn toàn bình thường và không có điều gì kỳ lạ. Kirie cũng từ đó mà thôi nghi ngờ. Nhưng vừa mới buông bỏ được một lúc, thì Kirie lại phát hiện ra những đứa trẻ có phần bụng phình to một cách bất thường. Nhưng bác sĩ chỉ nói đó hoàn toàn là bình thường và đó chỉ là dây rốn. Ông này chắc tốt nghiệp đại học lăng băm nhỉ. Đột nhiên một đứa trẻ nhìn cô với ánh mắt đầy khinh bỉ, rồi khóc ré lên khiến tất cả đứa trẻ khác khóc theo. Tiếng khóc làm Kirie đau đầu inh ỏi. Cô ngã xuống cầu thang nên lại phải nằm viện thêm một thời gian. Mới ra viện lại phải nằm viện, cứ đăng nhập đăng xuất thế này thì cũng đến khổ. Gần đây trong bệnh viện xuất hiện một loại nấm mới trong thực đơn. Kirie ăn thử thấy nó có mùi vị chẳng khác gì thịt và quyết định không dám ăn chúng nữa. Nhưng khi nghe những bệnh nhân khác nói về món nấm này, họ dường như đã trở nên phụ thuộc vào nó, không thể ngừng ăn và luôn muốn ăn nó nhiều hơn. Nó dễ hiểu hơn là nghiện ăn nấm. Đúng như linh cảm của Kirie, những đứa trẻ mới sinh có vấn đề thật. Một lần đi qua phòng kính, Kirie tình cờ bắt gặp những đứa trẻ sơ sinh đang nói chuyện. Cô có thể nghe rõ từng lời của chúng. Những đứa trẻ có trí thông minh không khác gì một người trưởng thành. Nhưng điều đáng sợ hơn trong cuộc hội thoại giữa chúng chính là việc chúng muốn quay trở lại tử cung của người phụ nữ. Chúng phấn khích về việc này, khiến bụng của chúng phình to ra hơn và từ đó một cây nấm đã mọc ra với đầy hình xoắn ốc. Kirie tưởng như mình đã phát điên và bắt đầu hoang tưởng. Cô chạy đi ngang qua phòng sinh và nghe thấy tiếng chị họ mình trong đó.
Khi Thế bước vào, thấy một căn phòng chi chít những cây nấm quái dị. Tên bác sĩ phụ sản cũng bước ra rồi giải thích mọi chuyện về mong ước quái dị của đám trẻ. Và đám nấm này cũng chính là dây rốn của chúng. Kirie xông tới mở cửa phòng phẫu thuật và thấy Keiko đã được phẫu thuật để đưa đứa con của mình vào lại trong bụng. Đến đây ai có dạ dày kém thì không nên tò mò nhé. Keiko bắt đầu thèm khát máu trở lại. Lưỡi cô thò ra như một chiếc vòi muỗi và đâm vào cổ gã bác sĩ. Hắn bị hút cạn máu, cơ thể khô quắp lại không khác gì một cái xác khô. Keiko điên dại đuổi theo Kirie ra ngoài. Nhưng lúc đó đám người đã phát hiện ra chỗ nấm, lao vào ăn chúng như điên. Keiko cũng lao tới hút máu họ, thế chỗ cho Kirie. Cô nhanh chóng trốn thoát ra khỏi bệnh viện, không biết chuyện gì sẽ xảy ra và cũng chẳng có bất kỳ ý định nào quay lại tìm hiểu. Kirie thoát khỏi cái bệnh viện kinh hoàng, cô gặp lại Shuichi và cùng nhau ngồi trên bãi biển nhìn ra khơi. Sắc mặt Shuichi thì vẫn chẳng khá khẩm được là bao, nhưng Kirie như muốn an ủi anh, nói rằng nếu như không có anh thì có lẽ cô đã chết từ lâu rồi. Nhạc sơ chắc chắn là như vậy rồi. Đột nhiên tiếng gió rít lên, Shuichi giật mình đứng dậy, nói rằng bão đến rồi. Cậu chạy khắp nơi thông báo về cơn bão sắp ập đến nơi đây, nhưng có vẻ chẳng có ai thèm quan tâm. Dần dần, TV cũng bắt đầu đưa tin về cơn bão kỳ lạ này. Mắt bão có thể nhìn rất rõ do bán kính nhỏ đến bất thường của nó. Họ cũng đưa ra lời cảnh báo với toàn bộ người dân Kurozu. Và rồi cơn bão cũng đã ập tới nhà Kirie. Mắt bão xoắn lại có thể nhìn thấy rõ ràng từ dưới mặt đất. Đêm hôm đó, Kirie vẫn chưa bận tâm lắm và đi ngủ. Nhưng đột nhiên tiếng gió rít lên gọi tên Kirie, khiến cô ngủ không yên. Sáng hôm sau thức dậy, có vẻ như cơn bão đã qua và gió cũng đã lặng. Kirie nhìn ra ngoài cửa sổ và ngước lên trời thì vẫn thấy mắt bão trên bầu trời ngay phía trên nhà mình. Cả gia đình Kirie ngồi lại với nhau xem thời sự về cơn bão. Cậu em trai Mitsuo nói rằng đêm qua tiếng gió rít lên như gọi tên chị gái mình, khiến ông bà Goshima phải ngạc nhiên. Kirie lúc này thì vẫn bình chân như vậy, ra ngoài đường đi mang cơm cho người yêu. Cô bắt gặp người yêu trên đường, cô bị mắng xối xả vì tội dám ra ngoài đường, rằng cô không nhận ra mắt bão đang nhìn về phía mình hay sao. Shuichi lo lắng trước tình địch mới bá đạo trên bầu trời, liền nắm tay Kirie và kéo cô đi về nhà. Nhưng có vẻ cơn bão không thích điều đó. Nó tung mọi thứ vào hai người, từ cây cối, nhà cửa, khiến Kirie bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Một người bạn của Kirie thấy vậy bèn chạy tới giúp, nhưng không ngờ cô gái bị cơn bão hút lên trời, rồi thả tự do rơi xuống chết ngay tức khắc. Cơn bão ngày càng tức giận và phá tan toàn bộ thị trấn. Cặp đôi chạy đi trốn khắp nơi, nhưng cũng không tài nào thoát được tầm nhìn của mắt bão. Cả hai quyết định trốn xuống một ống cống gần đó. Nhưng cơn bão đã tạo ra một lốc xoáy hút họ lên trời rồi thả họ xuống ao chuồn chuồn ở trung tâm thị trấn. May mắn thay, khi vớt họ lên, cả hai vẫn bình an vô sự, còn cơn lốc cũng theo đó mà biến mất. Với toàn bộ căn nhà bị phá hủy sau cơn bão, họ buộc phải di chuyển đến một nơi ở mới. Đó là một dãy nhà bỏ hoang được xây dựng từ thế kỷ thứ 19. Nơi đây được mang tin đồn là bị một con quái vật ám, cứ đêm đến là nó lại xuất hiện. Người hàng xóm mới của họ Wakabayashi nói rằng hàng xóm còn lại hình như mắc phải một căn bệnh kỳ lạ nào đó. Và họ đã chuyển đến đây sống từ trước khi cơn bão ập tới. Và đúng là như vậy, người phụ nữ và con trai bà mắc phải một căn bệnh da liễu kỳ lạ, khiến khắp cơ thể mọc ra những chiếc gai có hình xoắn ốc. Từ trước đó khi mới đặt chân đến nhà, ông Goshima cũng đã có những biểu hiện của căn bệnh kỳ lạ này. Và không lâu sau cả gia đình Kirie ai nấy cũng đều phát bệnh. Nhưng bọn họ không nặng bằng tên hàng xóm Jason Wakabayashi. Đêm đầu chuyển đến đây, hắn đã theo dõi gia đình nhà Goshima thông qua một cái lỗ đục trên tường. Đến ngày tiếp theo, khi đang tiếp tục theo dõi của con gái nhà Goshima, hắn phát hiện ra tay mình có những nốt gai kỳ lạ mọc lên. Dần dần chúng bắt đầu trở nên kinh khủng hơn và lan ra khắp toàn bộ cơ thể hắn như một con nhím. Căn bệnh biến hắn mất đi toàn bộ lý trí và hành động như một loài gặm nhấm. Đúng lúc hắn chuẩn bị xổ tới chỗ cô con gái, bà Goshima phi một chiếc cọc gỗ đâm thẳng qua cổ hắn và giết hắn ngay lập tức. Với một pha phi lao chuẩn xác như vậy, chắc chắn mẹ Kirie là vận động viên ném lao Olympic chuyên nghiệp. Thị trấn Kurozu dần trở thành môi trường tối ưu cho lốc xoáy. Bất kỳ âm thanh hay tác động lớn nào cũng có thể tạo ra lốc xoáy tại đây. Mọi người đang trở nên điên loạn. Duy nhất chỉ có dãy nhà cũ là miễn nhiễm hoàn toàn trước gió và lốc xoáy. Một điều kỳ lạ hơn, bất kỳ ai cũng có thể đặt chân đến thị trấn này, nhưng không một ai có thể thoát ra được. Dường như có thứ gì đó đang hút họ lại tập trung về một chỗ. Một cô phóng viên đặt chân tới nơi đây cũng vừa thoát chết sau khi hai người đồng nghiệp bị cuốn vào lốc xoáy. Cô thấy có ba đứa trẻ bị trói trên cọc nên mới đến và giải thoát cho chúng. Nhưng cô không ngờ rằng chúng là một lũ báo con nghịch ngợm, đang muốn phá hủy thị trấn. May mắn thay cô đã được cứu sống bởi chính tiếng thét của mình và sau đó gặp Kirie đang trên đường tìm kiếm thức ăn. Kirie đưa cô tới chỗ khu nhà tị nạn để cầu xin sự giúp đỡ, nhưng tất cả đều chỉ vô ích. Hai trong số lũ báo con bị cuốn đi đã quay trở về để trả thù. Chúng thổi ra những luồng gió mạnh, nhưng căn nhà cũ kỹ không ngờ lại quá kiên cố. Và rồi lũ báo con cũng bị chính những cơn lốc hút vào trong. Nhưng lần này chúng đã quen và giờ có thể trao lượn như những con bướm trong gió. Vì nơi tị nạn đã quá đông đúc, cả gia đình Kirie và Shuichi đành phải rời đi nơi khác sinh sống.
Trên đường đi tìm kiếm thức ăn, họ phát hiện ra lũ người ốc sên đã quay trở lại và còn tìm thấy một băng đảng đang ăn thịt ốc sên. Chúng mời họ một ít thịt ốc sên và dụ dỗ họ, nhưng họ đã từ chối. Một cuộc chiến đã xảy ra, chúng thổi bay họ lên trên không. Cuộc chiến càng tiến sát ra phía ao chuồn chuồn, cả lũ côn đồ bị hút sạch hết xuống dưới ao không còn dấu vết. Còn lại Kirie và cô phóng viên thì may mắn sống sót nhờ Shuichi. Chẳng một ai có thể thoát khỏi thị trấn này. Lốc xoáy xuất hiện càng nhiều, người đi ra biển thì bị hút xuống nước. Một đội cứu hộ tới đây để hỗ trợ người dân ở Kurozu, nhưng như vậy thì cũng chẳng khác gì đi nộp mạng. Nơi duy nhất an toàn xung quanh thị trấn lúc này chỉ có những dãy nhà cũ phía ngoài rìa. Tanizaki, trưởng đoàn cứu hộ quyết định đến đó và xem còn chỗ cho những người khác trú ẩn hay không. Những người trong đoàn bắt đầu có triệu chứng mệt mỏi. Họ phát hiện ra trên lưng bắt đầu xuất hiện những hình xoắn ốc. Có người thì đã bắt đầu phồng lên. Họ bắt đầu phát điên khi biết mình sắp phải biến thành ốc sên. Nhưng Tanizaki trấn tĩnh mọi người và ưu tiên việc tìm nơi trú ẩn trước. Tới nơi, đám người trong nhà không cho họ vào, còn thổi gió tấn công để đuổi họ đi. Tanizaki bất chấp mọi cách, phá nhà để có thể vào trong trú ẩn. Nhưng khi căn nhà mở toang ra, họ phát hiện ra tất cả mọi người bên trong đã xoắn lại vào nhau thành một đám hỗn hợp. Mọi thứ coi như nâu hốp, không còn có gì có thể cứu được họ. Ngay cả những con tàu cứu hộ tới đây cũng bị hút vào xoáy nước. Tới đêm, thức ăn đã cạn kiệt, họ đành phải chia nhau ăn thịt ốc sên người còn sót lại. Họ ăn ngấu nghiến, ngay cả Shuichi cũng chẳng kém gì. Sáng hôm sau, Kirie quay trở lại chỗ trú của mẹ và em trai, thì phát hiện ra mẹ đã bị cuốn đi mất, còn em trai mình thì đang kẹt dưới đống đổ nát. Lôi được em trai ra khỏi đó, Kirie kinh hoàng khi phát hiện em trai mình cũng đang dần dần biến thành ốc sên. Với tình cảnh hiện tại của em trai, nhóm Kirie quyết phải tìm đường thoát ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Từ trên đồi nhìn xuống thị trấn, phía trung tâm đã hình thành một hình vòng xoáy, còn Tanizaki thì đang miệt mài xây thêm chỗ trú ẩn. Đi sâu vào trong rừng, cây cối nơi đây đã mọc lên tùm thành hình xoắn ốc. Họ bắt gặp nhóm cứu hộ cũng đang đi tìm lối thoát ra khỏi thị trấn, nhưng cũng chẳng may mắn gì. Thành viên của họ bị dần biến thành ốc sên, còn họ thì dắt anh theo, chờ đợi ngay cho anh liền thớt. Nhưng vừa dứt mồm thì anh thanh niên cũng đã biến đổi. Chúng chẳng thèm chờ đợi nấu nướng gì, cứ thế chui thẳng vào trong vỏ ốc ăn sống luôn người đồng đội của mình. Cùng lúc, Mitsuo cũng đã hoàn toàn biến thành ốc sên. Cả nhóm quan ngại cho cậu em trai nên bỏ chạy ngay tức khắc. Nhưng mỗi tội chạy vòng vòng lại đụng phải lũ người điên. Cả lũ chạy ra rìa núi để Mitsuo bò xuống vực chạy đi trước. Mấy tên điên bắt đầu cảm thấy phấn khích khi nghĩ đến việc chui vào trong vỏ ốc và làm gỏi thịt con sên. Chúng sướng tới mức khiến cơ thể cả lũ xoắn lại. Cậu em trai chạy thoát xuống núi, nhưng đó cũng là lúc cả nhóm Kirie nhìn thấy một cảnh khó có thể tưởng tượng nổi. Nhìn xuống dưới thị trấn, cả bọn phát hiện ra thị trấn giờ đã được phủ kín bởi các dãy nhà trú ẩn, được xây nối tiếp vào nhau theo hình xoắn ốc. Họ không thể tin vào mắt mình, mọi thứ có thể diễn ra nhanh như vậy được. Nhưng đó chỉ là họ nghĩ. Khi đi xuống thị trấn để tìm hiểu thực hư, họ bắt gặp một người đàn ông duy nhất còn bình thường, đang làm công việc dọn dẹp những cái xác chết bị xoắn lại. Người đó chính là Tanizaki, trưởng đoàn cứu hộ. Nhưng thứ còn khiến họ bất ngờ hơn, đó là việc Tanizaki cảm thấy lạ sau khi bao nhiêu năm trôi qua, cả nhóm Kirie chẳng già đi một chút nào. Chính lúc đó khiến họ nhận ra đã trôi qua nhiều năm kể từ khi họ đi vào khu rừng. Cả nhóm quyết định tới đó để tìm kiếm cha mẹ của Kirie, nhưng con đường tới đó không hề dễ dàng khi đường lối hầu như bị chặn lại bởi những đống đổ nát. Tới lúc này mọi giả thuyết từ đầu của Shuichi dần như bắt đầu trở nên đúng. Dường như nơi này bị yểm một lời nguyền nào đó và cội nguồn của nó nằm ở trung tâm của thị trấn hay chính là ao chuồn chuồn. Cứ sau một vài thế kỷ, lời nguyền sẽ thức tỉnh và mọi thứ vừa qua sẽ diễn ra. Và chính vì chẳng có một ai có thể sống sót, nên mọi dấu vết về lời nguyền này đều bị chôn vùi trước nhân loại. Shuichi chỉ lên bầu trời, nơi những đám khói đen hỏa táng đang tụ lại thành vòng xoáy. Nếu cứ nhìn theo nó mà đi tiếp, thì sớm muộn gì cũng sẽ đến trung tâm của thị trấn. Nhưng không may, trong lúc phải đi qua một dãy nhà trú ẩn, cô phóng viên đã bị tóm lại và hòa làm một với đám người xoắn ốc. Còn lại mỗi Shuichi và Kirie còn sống sót. Cả hai đã tới được trung tâm của thị trấn, nơi đám khói đen bốc ra. Nơi đây, đó không còn là một kẻ ảo nữa, mà là một đường hầm xoắn ốc đi sâu xuống dưới lòng đất. Mọi đáp án cho những sự kiện bí ẩn kỳ quái xảy ra với Kurozu, tất cả đều nằm ở dưới con hầm này. Kirie cùng Shuichi nắm tay nhau, liều mạng đi xuống căn hầm xoắn ốc. Trên đường đi xuống căn hầm kỳ quái, cả hai dần mất hết đi nhận thức về thời gian. Họ không biết đã bao nhiêu lâu kể từ khi họ bước chân xuống đây. Chỉ cần nhìn xuống dưới cũng khiến Kirie phải choáng váng. Đột nhiên, họ gặp một người xoắn ốc đang nằm đó. Anh ta nặng nặc đòi đi theo hai người họ. Không rõ như thế nào, nhưng người đàn ông này như biết chắc dưới đó có một thứ gì đó vô cùng tuyệt vời đang chờ đợi anh. Bị từ chối, người đàn ông nắm lấy chân Kirie rồi cắn nó không buông. Shuichi thấy vậy lao tới bảo vệ người mình yêu, nhưng cậu bị người đàn ông cuốn lấy rồi rơi xuống vực thẳm phía dưới. Kirie tức tốc chạy sâu xuống dưới đường hầm, ánh sáng phía dưới ngày càng một rõ hơn. Xuống dưới đáy, Kirie tìm thấy một tòa tháp xoắn ốc khổng lồ nằm giữa hang động dưới lòng đất. Kirie cố gắng trèo xuống, nhưng không may tuột tay mà ngã tự do xuống dưới.
May mắn cô không chết mà được các cơn gió từ từ nhẹ nhàng giúp cô tiếp đất. Lúc này, Kyrie lần đầu chứng kiến cả một thành phố xoắn ốc khổng lồ trước mặt cô. Phía trung tâm, một con mắt hình xoắn ốc khổng lồ đang thắp sáng cả thành phố. Dưới mặt đất chính là toàn bộ cư dân của Kurozu đang dõi theo ánh sáng chiếu rọi đó. Trông họ như đang được giác ngộ lý tưởng đảng vậy. Đi sâu hơn vào thành phố, xác người xoắn ốc dưới chân lúc này không còn là con người mà đã biến hết thành đá. Kyrie cũng phát hiện ra xác của cha mẹ mình đang nằm cạnh nhau ở dưới đất. Cô cũng tìm ra Shuichi đang nằm đó, không còn sức để gượng dậy đi tiếp. Shuichi nói chính con mắt đó là cội nguồn của lời nguyền xoắn ốc. Chính nó đã tạo ra cho anh cảm giác mình bị theo dõi hàng ngày hàng giờ. Và dường như cứ vài trăm năm hay vài nghìn năm, nó lại bắt đầu lời nguyền và kéo mọi con người bên trên xuống dưới. Không biết ai là kẻ đã tạo ra một thứ hỗn mang như thế này, nhưng ngay cả khi hắn đã chết, nó vẫn sẽ tiếp tục hoạt động theo đúng chu kỳ đã được lập trình. Shuichi khuyên cô hãy rời khỏi đây khi còn có thể, cô phải tiếp tục chiến đấu. Nhưng Kyrie dường như biết bản thân không còn lối thoát nào. Cô quyết định ở lại với Shuichi, chờ đợi cái chết đến với mình. Cả hai nắm tay nhau rồi xoắn lại ôm lấy nhau, chờ đợi mọi thứ dần đi đến hồi kết. Tòa tháp cuối cùng cũng trồi lên, hoàn thiện hình xoắn ốc với những căn nhà được xây dựng bên trên mặt đất. Cứ như vậy, lời nguyền xoắn ốc kết thúc ngay khi nó vừa mới bắt đầu. Nó sẽ không bao giờ kết thúc. Và đó là cái kết của Uzumaki, vòng xoắn ốc. Có lẽ sau khi xem toàn bộ câu chuyện kỳ quái này, các bạn sẽ có vô số câu hỏi về những sự kiện đã diễn ra xuyên suốt dòng thời gian của Uzumaki. Mỗi sự kiện lại vô cùng ngẫu nhiên, và đôi khi chẳng có sự liên kết gì đến với nhau. Nhưng bản chất ẩn ý thực sự của chúng lại mang vô số ý nghĩa mà Junji Ito muốn truyền tải về con người, xã hội hay cuộc sống của chúng ta. Có lẽ chúng ta sẽ cùng đi phân tích Uzumaki trong một video sau. Vì đến giờ chắc có lẽ các bạn cũng đã quá là xả và lú đến xoắn cả não sau khi nghe bộ chuyện này. Và thời lượng cũng đã quá dài nên chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Hãy chia sẻ suy nghĩ sau khi đọc bộ chuyện này xuống phần comment phía dưới nhé. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe, kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!